Nguyễn Trọng Thiện đánh hay cả ván cờ, nhưng tới đây có lẽ đang mãi mê tìm đường giải thoát con mã kẹt, thiếu quan sát toàn cục nên không thấy nước sát cục lại Lý Huỳnh vừa giang ra, anh vẫn nhẫn nhờ tiến chốt và lại Lý Huỳnh cũng nhẫn nhờ lấy pháo nổ tượng kết thúc trận đấu. Cao Nguyên Hồng cũng vậy, đánh hay cả trận, nhưng đến đây vừa nhảy mã dọa xe, chắc do thiếu quan sát cục diện nên cho rằng Sang Kỳ xót nước bèn vội thúc ngựa thịt ngay con xe. Thật đáng tiếc khi đang còn nhâm nhi con xe thì anh đã phát hiện trong xe có tẩm thuốc độc, nên đành buông cờ chạy về xúc ruột. Trận cờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Mời các bạn bấm like, comment, chia sẻ để kênh phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.